Khán giả xin được hỏi, tôi năm nay 56 tuổi, vợ tôi hay mua hàu cho tôi ăn với ý muốn giúp tăng cường sức khỏe sinh lý, nhưng tôi ăn vào chỉ thấy chướng bụng chứ không thấy có tác dụng gì. Xin hỏi bác sĩ là có thực phẩm nào giúp hỗ trợ được vấn đề này không và tôi có thể uống thuốc cường dương được không ạ? Có thể nói thì người vợ của bác rất là quan tâm đến sức khỏe của người chồng, thì đã bồi dưỡng bằng những cái món ăn hải sản rất là tốt cho sinh lý nam. Hàu cũng là một thực phẩm trong các thực phẩm hải sản rất là tốt cho sinh lý nam, bởi vì hàu rất là nhiều selen, acid folic này, rất nhiều acid amin, kẽm để tăng cường số lượng chất lượng tinh trùng cũng như tăng cường sinh lý nam giới, bởi vì nó kích thích sản xuất ra testosterone nội sinh. Tuy nhiên thì chỉ ăn hàu thì không thể giúp cho cải thiện sinh lý nam được. Và không biết bác ăn hàu bao nhiêu, số lượng như thế nào và đường bằng ăn bằng được gì. Và cái triệu chứng chứng bụng đấy là một tình trạng của rối loạn tiêu hóa. Hàu nếu như chúng ta ăn sống và hàu không đủ, không rõ nguồn gốc, chúng ta ăn sống số lượng nhiều có thể không đảm bảo vệ sinh và gây rối loạn tiêu hóa tại chỗ. Và nếu hàu nấu chín mà chúng ta ăn số lượng quá nhiều có thể gây ra tình trạng thừa năng lượng, thừa dinh dưỡng và nó cũng gây ra tình trạng khó tiêu. Vậy thì ăn hàu cũng rất là tốt cho cơ thể. Tuy nhiên mỗi ngày chúng ta có thể ăn từ 3 đến 5 con là tối đa mà thôi. Và một tuần cũng chỉ nên ăn 1 đến 2 bữa. Chúng ta không nên ngày nào cũng ăn, không nên ăn số lượng nhiều. Không phải chúng ta càng yếu ăn càng nhiều thì nó sẽ càng bổ mà nó sẽ càng cải thiện đâu. Thực ra thì đấy là câu hỏi thứ nhất. Vậy thì bác có nên uống thuốc cường dương hay không? Thì thực ra nó thì thuốc cường dương đó là những cái thuốc kích thích tình dục. Bác uống thì có thể giải quyết được nhu cầu tại chỗ, nhưng về trước mắt thôi, nhưng xét về lâu về dài bác sĩ khuyên bác là không nên. Bởi vì sao? Bởi vì những dấu hiệu mà bác đang gặp phải đó là dấu hiệu biểu hiện của tình trạng yếu sinh lý. Vậy thì điều bác cần đó là bác cần nên đi khám bởi các chuyên gia tại các cơ sở y tế uy tín và khám bởi các bác sĩ chuyên gia về nam học. Tại đây thì các bác sĩ sẽ chẩn đoán được vậy thì bác có đang bị tình trạng yếu sinh lý không? Yếu sinh lý là biểu hiện của tình trạng như thế nào? Cương kém, xuất sớm hay những cái biểu hiện về suy giảm ham muốn, và những cái biểu hiện này thì có nguyên nhân do đâu? Chúng ta có rất nhiều trường hợp là vì đến khám yếu sinh lý nhưng chúng ta đã phát hiện ra rất nhiều những cái bệnh lý toàn thân. Trên bàn cảnh tại phòng khám của bác sĩ Trần Thành hay thăm khám thì rất nhiều bệnh nhân khám về tình trạng yếu sinh lý, nhưng qua quá trình tầm soát làm các xét nghiệm tổng quát, tổng quát tích nước tiểu, tổng quát về sinh hóa, về nội tiết nam giới thì tự nhiên lại phát hiện ra thêm rất là nhiều cái bệnh, nào là viêm nhiễm đường tiết niệu này, nào là bị tiểu đường này, rối loạn mỡ máu này, hay là bị các bệnh lý về mạch vành tăng huyết áp, hay bệnh gút. Những cái rối loạn về các chỉ số về nội tiết tố, đặc biệt là testosterone. Như vậy thì tất cả những biểu hiện cơ thể của chúng ta bình thường thì không sao, nhưng khi có bất thường thì đây là một cái tiền triệu, tức là dấu hiệu báo trước cho những cái bất thường tiềm ẩn ở trong cơ thể của người nam giới. Và khi chúng ta có những dấu hiệu bất thường đó thì chúng ta nhất định chúng ta phải nên đi khám, chứ đừng có tự mua thuốc, đừng có chịu đựng, đừng có ngại ngùng, bởi vì khi mà căn bệnh nó đã gặp phải rồi thì nó không tự khỏi được đâu. Đặc biệt là cái tình trạng yếu sinh lý có nguyên nhân như thế này, nó chỉ càng ngày càng tăng nặng mà thôi. Và khi mà chúng ta càng giấu bệnh như thế, khi nó càng tăng nặng như thế, về khi chúng ta mà bắt đầu điều trị thì thứ nhất, bệnh tình đã diễn biến nặng rồi, nguyên nhân đã rất phức tạp rồi, điều trị sẽ tốn kém và hiệu quả sẽ rất là khó để có thể đạt như mục đích mong muốn. Vậy thì bác sĩ xin nhấn mạnh một lần nữa, khi chúng ta có những biểu hiện bất thường với những, cụ thể như trường hợp của bác đã rồi, thì chúng ta nhất quyết phải đi khám sớm. Vì khi khám sớm chẩn đoán được nguyên nhân, phân độ giai đoạn thì sẽ có những phác đồ điều trị phù hợp. Và hiệu quả chắc chắn sẽ đến với bác, chứ không nên tự ý mua thuốc cường dương trên mạng hay là ở bất kỳ những địa chỉ ở đâu đó. Vâng, quý vị khán giả có thể đến gặp bác sĩ Trần Thành của chúng tôi để có thể biết rõ được bệnh tình của mình và có phương án điều trị sớm. Rất là cảm ơn những giải đáp của bác sĩ.